Sức khỏe của nữ lao công bị ô tô trọng thương rồi bỏ chạy hiện ra sao? Người thân nạn nhân đã cung cấp những thông tin mới về tình hình sức khỏe của nữ lao công bị ô tô trọng thương rồi bỏ chạy. Liên quan đến vụ việc nữ lao công bị ô tô tông trúng, kéo lê trên đường Minh Khai, quận 2 Bà Trưng, khiến nạn nhân nguy kịch, tài xế ô tô bỏ chạy. Ngày 17 tháng 12, lực lượng chức năng cho biết vẫn đang tích cực làm rõ vụ việc. Thông tin từ người thân của chị Nguyễn Thị Tê, sinh năm 1987, nạn nhân của vụ tai nạn cho biết hiện chị Tê đang được chăm sóc, điều trị tại khoa thần kinh, Bệnh viện Thanh Nhàn. Dự kiến, trong ngày 17 tháng 12, các bác sĩ sẽ tiến hành chụp chiếu, kiểm tra lại chấn thương não. Chị Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1977, chị dâu chị Tê cho biết, do tình hình dịch bệnh nên bệnh viện không cho người thân vào nhiều. Hiện tại chỉ có chồng chị Tê ở trong viện chăm sóc. Các bác sĩ bảo nếu có chỉ định bên trong máu còn chạy sẽ mổ, nếu bên trong máu không chạy nữa thì luồn ống vào hút ra, xử lý trong não xong mới xử lý trên khu vực xương má. Đến chiều hôm qua Tê mới tỉnh, bắt đầu ăn được sữa, chị Hương nói. Theo chị Hương, dù em dâu chị đã tỉnh lại nhưng chị mơ màng nhớ rằng đêm hôm xảy ra vụ việc có một chiếc xe màu xám lao tới đâm vào người và không nhớ gì nữa. Khi xảy ra vụ việc, chị tổ trưởng lao công đến hiện trường thì Tê vẫn nằm ở hiện trường chưa được đưa đi. Khi gia đình tôi đến gọi điện xe cứu thương đưa Tê đi thì máu khắp người, Tê cũng không còn biết gì nữa, chị Hương nhớ lại. Chia sẻ về gia cảnh của người em, chị Hương cho biết chị Tê có gia cảnh khó khăn. Dù là phụ nữ nhưng lại trở thành trụ cột trong gia đình có 4 người. Trước đây, ngoài việc lao công, chị Tê tranh thủ đi dọn dẹp, lao nhà thuê, ai thuê gì làm nấy. Gần đây nó bị tiểu đường, có lần ngất đi nên nó nghỉ không làm nữa, chỉ tập trung làm lao công. Chồng thì làm giao hàng, dịch bệnh cũng thất nghiệp, hai đứa con 8 đến 9 tuổi còn quá nhỏ. Tê nó cao 1m4 mấy thôi nhưng là trụ cột của cả gia đình. Giờ nó nằm viện, không biết trông cậy vào đâu nữa, chị Hương nghẹn ngào. Chia sẻ thêm, chị Hương cho biết hiện tại gia đình chỉ mong muốn chị Tê khỏe lại và mong sớm tìm ra người điều khiển xe ô tô tông trúng chị Tê rồi bỏ chạy. Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng hơn 23 giờ ngày 15 tháng 12, khi chị Nguyễn Thị Tê đang làm công việc vệ sinh môi trường trên đường Minh Khai, quận 2 Bà Trưng, khu vực số nhà 866 thì bị một ô tô giống xe Innova màu bạc tông trúng. Vụ tai nạn khiến chị Tê bị ô tô cuốn vào gầm, chiếc xe kéo rê chị Tê ở gầm xe chạy hướng từ ngã tư Lạc Trung lên đê Nguyễn Khoái. Đến đê Nguyễn Khoái, chị Tê bị văng ra hè đường trong tình trạng nguy kịch, còn chiếc xe tiếp tục bỏ chạy. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đến Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu. Theo một số nhân chứng, chiếc ô tô sau khi gây tai nạn bị vỡ nhựa phía trước đầu xe bên phải, ba đờ sốc trước bung bật. Được biết, sau vụ va chạm, chị Tê trong tình trạng đa chấn thương sọ não, tụ máu.